Tao thấy Simmy có biểu hiện lương lẹo quá ta. Không, em chạy đi không kịp. Em nói thật. Em nói thiệt. It's not me. Anh nói đúng rồi á. Mình biết là có rất là nhiều bạn muốn mình làm series 100 đứa trẻ, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay ăn một ếch. Điều mất rồi. Oh my god. Ừ, sao cái ông đen này cứ đi theo anh vậy? Ôi, nó tắt like, Ờ, tắt like rồi. Nên 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 vô xương để anh chứ mới. Vô xương anh chứ. I'm coming. Ôi. Thật đúng người luôn. Ok. Anh ngửi thấy mùi máu. Ok, mày thanh nhiệm vụ lên hết trơn rồi. Rồi cái ông tiếng mình sợ nha. Oh my god. Ông vàng chết ở gần phòng điện. Em lấy xác vàng ở phòng điện. Nhưng mà không phải ở trên phòng điện, ở dưới phòng điện. Đấy. Bây giờ đầu tiên là Sim là người đi bọt nè, anh với tiếng nữa. Ủa ghê à. Hồi nãy Việt Cộng thấy cộng đang, à Việt Cộng sử điện với mình sau đó ra chết. Ồ. Có thấy ai vừa chạy ra ấy. Ôi thằng ai lép rồi. Ok thôi bây giờ mình bót bờ một người đi. Mình bót thằng Cam đi. Cam hay con Hồng nha. Cam hay Hồng? Ở đây có gọi là một cam à. Thôi cam nha. Không có thua, thằng này không có thua. No. Làm gì kiếp hết rồi. Mua đời thêm hai người là chết rồi. Yes. Không, chắc chắn là còn hai model luôn á. Đấy. Đấy. Harry Potter. My god. Chờ ấn nút vào xem ơi. Bây giờ không vote là mua đời với thêm hai người là thua. Chắc luôn. Ok. Ok. Hồi nãy lúc vàng chết còn hai em. Có đây à? Anh rơi giỏi kìa. Em nghĩ là bởi vì bây giờ em thấy gọi là có gọi Việt Nam T gọi là T-Ra với là Am Hoàng Anh nè. Thật sự là hồi nãy không thấy ai luôn á. Bởi vì hồi nãy là anh nhờ cái đoạn lúc sự điệu một đám người đi ra luôn. Và lúc đấy em không thấy gọi là ai tất lẹ luôn. Chẳng lẽ nó chơi liều. Mà lúc mà anh đi vậy là anh có thấy ai bẻ không? Chứ này là em thấy một đám đi ra em không thấy ai bẻ luôn á. Thôi vót cam đi nhỏ. Cái cam có chuyện liệu gì trơn á. Ừ vót cam. Cam á. Đúng rồi. Bây giờ vót cam. Bây giờ thà giết chúng murder thôi chứ bây giờ mà để vậy là chết luôn á. Tay rồi. Hồi em có đi sửa chứ. Em có đi sửa đi đâu. Em đắp đây. No. Đi sửa đi. Em đắp đây, em đắp đây. Đi sửa đi. Yeah, em xin lỗi anh rất nhiều. Ok, bị lỗi rồi. Lời nguyện ngay vào đây. Thôi không biết tại sao luôn á. Ôi cái phòng scan này có mấy cái đồ trang trí Halloween đẹp quá trời gì xin ơi. Hả? À đúng rồi nãy em có bay, bay có thấy. What the heck going on? Hình như anh ấy nó lỗi map rồi sao á. Không, người sửa điện. Sửa điện không, người nước ngoài vô bị lỡ kết nối, người nước ngoài bị lỡ kết nối. What the heck? Mẹ, người Việt Nam cũng bị lỡ kết nối à. What the... Gì đây? Gì ba? Ôi ba đứa thoát rồi à? Mình ở phòng cam. Em ở phòng cam luôn á. Phòng cam á? Ờ, nãy em ở phòng cam với anh á. Người phòng cam với anh là Bi Việt Nam mà. Ờ, thì em cũng mới chạy vào mà. Vớt sai anh. What? Em thề luôn. No, it's not me. Em biết là hai chữ trước đúng là em được. Nhưng mà lần này không phải là em thật mà. No. Em bị chồng với anh. No, em bị chồng với mình. God damn it. Ok.
hồng 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 anh thấy hồng anh thấy hồng anh thấy hồng anh thấy hồng mày hả con anh hồng giết người hả dạ anh đi không oh dear aha that's good cook guys trời ok có thằng đen thôi qua xe xin mời qua xe xin mời ok em lên chân đi em lên sửa xe chân đi ok trời ơi, em từ phòng cam chạy tới chưa kịp nè, để em xíu em tới liền chạy ok I'm sorry tao thấy chị mày có biểu hiện lương lẹo quá ta không em chạy đi không kịp em nói thật trời đất ơi thôi lương lẹo á no em nói thiệt it's not me anh ơi đúng rồi á nhưng mà tao không ai thua được công hăng nè ồ là kẻ thoát rồi anh biết rồi anh bảo là giết em đi không chịu trời ơi hên quá trời nhưng mà em thấy nó lỗi mà em làm model liên tục luôn á sau 5 trận Simi làm imposter Simi đã làm ơn cho tôi làm một công dân lương thiện làm ơn cho tôi một công dân Simi làm model 3 dáng liên tục đội xanh 3 dáng hay 4 dáng nha ờ 4 dạng trận kia nó bị lỗi oh my god em thề em không muốn làm model nữa em là model à anh có thể bắt em đâu please anh muốn ok so tired I want the house I want the em quá là mệt mỏi rồi em không muốn làm imposter nữa em không muốn làm imposter nữa I'm tired chưa bao giờ có ai gọi là bên mình cả thế giờ mình nhảy cống này you see yeah I slept the game mày quá con này giường rồi em không muốn làm một thật em rất là mệt mỏi rồi nếu mà trận này em làm model tiếp thì em chết quá em thực sự là em biết là làm model sướng đấy nhưng mà không hiểu sao muốn trận liền I can't ok bây giờ em sẽ đi theo anh vậy maybe ok rồi xong cái ông Yuka này biết anh là à hết rồi cứ đi theo anh rồi anh cũng thật ở Việt Nam nha Việt Nam à à oh rồi xong luôn cam, à cam bắt cam đi bắt cam đi chắc chắn bọn nó phải thấy chắc chắn đội nó phải thấy wait Orange. Hi, oh. Hi. Không, không mình phân là em cũng hơi bóp thanh niên này thật. Hơi bóp. Sao bóp? Bởi vì là em là murder mà em bảo là em là murder rồi. Trận đầu tiên mất một murder rồi sao được? Đấy. Bồ phật cam. Không nhưng mà chơi vậy cũng được. Tại vì mấy này vô tàn ao đây không à? Ừ, cũng được. No word imposter má cái tên. No word imposter. Yeah, I don't want to. Em không muốn làm model nữa. Please. The house, I want the please, một trận thôi. Sẵn thôi em chưa. Nói rồi, cô Tùng. Nói rồi. Bạn cứ hỏi. Có bạn cứ hỏi anh vô phải không? Không phải. No. Yes. Goodness, oh my god, I'm so happy. Em thật hạnh phúc. Làm sao? Thế tức là nếu mà 4 trận liền là thể... lời nguyện bất tử. You know what? Em thấy xanh biển đậm. Với lại là ông nào để đựng ở mít. What is that? Oh. Ok, đổ rác. Let's oh go God. To the... Em đang nghe bị giấc quá. Hey, what? What? Happened?
Ok, đi sửa điện thôi. I wonder why. Tại sao mình đứng chung với Hồng vậy? Bro, what the? Okay. Sao một đống cơ vậy? Mình đang sửa điện nên mấy bạn đừng giết rồi nha. Goddammit. Sao hết trơn rồi? Alo. Sao hết rồi? Sao hết trơn kìa. Còn hai mươi đó má. Nếu mà để vót thì em đang ghi hồng anh ạ. Oh my god. Hồng hoặc xanh anh ạ. Bây giờ hồng. Security. Ôi sao áo hết rồi? Anh nếu mà để em nghĩ á thì em nghĩ có thể là hồng hoặc xanh, bởi vì là đó là em nghĩ thôi, bởi vì còn hai murder hồi nãy là em ở phòng điện cùng với là thằng vàng đấy, mà thằng vàng không, nó không có giết em hay nói. Bây giờ vẫn còn hai murder, em nghĩ nó chỉ cần xoẹt hai đứa nữa thôi là coi như là trận này là ấy rồi. Anh vừa đi chung với lại thằng xanh dương ở phòng điện chạy ra, em thì đi chung với thằng vàng. Thằng nào bắt anh đấy? Mẹ anh sẽ bắt thằng xanh lá. Em cũng vót xanh lá. Em nghĩ là cái gì á? Rồi, em vót. Nó có định vót em. Má, em bấm nút cho, em có nút. 92. Vót đi, vót đi, vót đi. Vót đi, vót. Anh ơi, giữ được chưa? Rồi. Thôi để vót, Ok. Vót. Ping. Guys. 100%. 100%. Đấy. Oh! No! You're chasing me! Được, cái này hay. Cái này hay thiệt. Không, tại hai thằng kia nó cứ kẹo bớt nhau á. Sao mà em xin mày bị ghi á ba? Chắc luôn, trời ơi. Được. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại.